chương trình Starship của SpaceX tự hào có tên lửa cao nhất và mạnh nhất thế giới, cuối cùng sẽ đưa người và hàng hóa lên sao Hỏa. Nguyên mẫu mới nhất SN20 đang chờ cơ hội đi vào quỹ đạo. Một số nguyên mẫu khác đã thực hiện các chuyến bay thử nghiệm mặt đất và đôi khi thậm chí thử nghiệm những sai lầm trong nỗ lực cải thiện các chuyến bay trong tương lai. Sau đây là tổng quan về những cột mốc quan trọng trên con đường đi đến hành tinh đỏ của Starship. Tỷ phú Elon Musk đã thành lập SpaceX vào năm 2002 từ doanh thu của hai doanh nghiệp trước đó là công ty dịch vụ Internet phần mềm Zip2 và nhà cung cấp thanh toán trực tuyến PayPal. Mục tiêu cuối cùng của ông là thành lập một công ty định cư trên sao Hỏa. Điều đó nói lên rằng SpaceX đã rất bận rộn trong các lĩnh vực không gian khác, là công ty đã chế tạo tàu chở hàng Dragon và tàu vũ trụ có phi hành gia Crew Dragon cho trạm vũ trụ quốc tế và phóng vệ tinh cho nhiều khách hàng trên tên lửa Falcon 9 và Falcon Heavy. Đối với sao Hỏa, Musk định kỳ đưa ra những tầm nhìn xa hơn về sao Hỏa để gửi phi hành đoàn, hàng hóa và tên lửa. Musk đã đổi tên hệ thống bay vũ trụ tập trung trên sao Hỏa của mình thành Starship vào năm 2018. Về mặt kỹ thuật, Starship gồm hai phần. Tầng trên là tàu Starship và tầng dưới là Super Heavy, tên lửa đẩy cần thiết để thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất. Ban đầu, Musk dự định chế tạo Starship từ sợi carbon. Nhưng vào tháng 1 năm 2019, ông thông báo rằng tàu sẽ được chế tạo từ thép không gỉ. Trong khi thép không gỉ nặng hơn sợi carbon, vậy nên ban đầu sẽ làm tăng lượng nhiên liệu cần thiết cho việc phóng cùng với chi phí liên quan. Musk cho biết, thép không gỉ có đặc tính nhiệt tốt hơn cho chuyến bay vũ trụ và vì vậy, nó sẽ giảm chi phí về lâu dài. Musk sau đó cho biết, sự thay đổi thiết kế này là quyết định tốt nhất mà ông đưa ra cho dự án. Starship cũng đã trải qua một vài thay đổi về thiết kế kể từ năm 2019. Musk đã chọn đặt 6 động cơ Raptor trên tàu Starship thay vì 7 động cơ. Ông ấy cũng thay đổi số lượng Raptor trên Super Heavy, ban đầu giảm con số từ 35 xuống 31 và sau đó tăng lên một lần nữa để bao gồm tối đa 37 Raptor. Không phải tất cả các động cơ đều cần thiết trên mỗi chuyến bay, nhưng cần có ít nhất 24 Raptor để mang chiếc tàu khổng lồ vào không gian, Musk nói. Starhopper là một nguyên mẫu bay ở độ cao thấp của hệ thống Starship, trông giống một chiếc xe tăng bay hơn là một tên lửa khí động học. SpaceX đã thực hiện hai cuộc thử nghiệm cháy tĩnh của hệ thống tại cơ sở của họ ở Boca Chica, bang Texas, để đánh giá hiệu suất của động cơ vào năm 2019 và sau đó tiếp theo là 4 chuyến bay thử nghiệm ngắn cùng năm đó. Chương trình của Starship đã thử nghiệm một số nguyên mẫu trên mặt đất trước khi thử bay. Danh sách các nguyên mẫu chính trong năm 2019 đến 2020 bao gồm MK1 bị phá hủy trong quá trình thử nghiệm áp suất, MK2 bị loại bỏ để thiết kế mới hơn, MK3 và SN1 bị phá hủy trong quá trình thử nghiệm điều áp, SN2 được thử nghiệm áp suất thành công, SN3 bị phá hủy trong quá trình thử nghiệm bình tích áp của nó, và SN4 bị phá hủy trong quá trình thử nghiệm cháy tĩnh sau một số thử nghiệm thành công. Nguyên mẫu SN5 và SN6 của Starship đã tiến hành các bước nhảy thử nghiệm ở độ cao thấp. SN5 đạt độ cao khoảng 152m vào ngày 4 tháng 8 năm 2020 và di chuyển ngang trên bầu trời để đến khu vực hạ cánh. SN6 cũng đã thực hiện một cú nhảy 152m vào ngày 3 tháng 9 năm 2020. SpaceX đã cố tình phá hủy SN7 trong một cuộc thử nghiệm trên mặt đất để thu thập dữ liệu cho các chuyến bay trong tương lai. SN8 cất cánh vào ngày 23 tháng 12 năm 2020, đã thực hiện các cuộc diễn tập và lật nhào trên không phức tạp. Trong lần phóng từ độ cao đầu tiên của chương trình, nó đã bay tới 12,5 km nhưng không hạ cánh được. Trong đoạn video cho thấy, nó phát nổ thành một quả cầu lửa trên mặt đất do áp suất thấp hơn dự kiến trong đầu bình nhiên liệu. Trong một chuỗi nhanh chóng vào tháng 2 và tháng 3 năm 2021, chương trình Starship đã gửi thêm 3 nguyên mẫu trên các chuyến bay độ cao là SN9, SN10 và SN11. Các nguyên mẫu bay trong khoảng 6 phút mỗi chiếc nhưng cả 3 chiếc đều gặp trục trặc kỹ thuật khi hạ cánh, dẫn đến va chạm và phát nổ sau khi chạm đất. Sau mỗi chuyến bay, Musk gửi các dòng tweet giải thích điều gì đã xảy ra và những sửa đổi mà ông dự định thực hiện đối với các nguyên mẫu của Starship để cải thiện chương trình cho nỗ lực tiếp theo.
Vào tháng 4 năm 2021, NASA đã chọn Starship của SpaceX trong cuộc thi cho hợp đồng tàu đổ bộ lên mặt trăng trị giá 2,9 tỷ đô la Mỹ nằm trong chương trình Artemis của cơ quan vũ trụ. Với sứ mệnh đó, NASA đặt mục tiêu đưa các phi hành gia lên mặt trăng vào những năm 2020. Một mục tiêu trước đó vào năm 2024 được coi là không khả thi do sự chậm trễ phát triển không gian không liên quan, theo Tổng thanh tra của NASA. Ban đầu, NASA muốn chọn hai công ty cho giai đoạn này của hợp đồng, nhưng cơ quan này nhận được ít tiền từ Quốc hội hơn mong muốn cho các hệ thống hạ cánh của con người. Cả Blue Origin và Dynetics đều phản đối quyết định này, nhưng văn phòng trách nhiệm giải trình của chính phủ vẫn ủng hộ lựa chọn của NASA vào tháng 8 năm 2021. Văn phòng này thừa nhận, quyết định vào phút cuối của NASA để chuyển hợp đồng của mình sang một lựa chọn nguồn duy nhất, nhưng nói thêm trong đánh giá của mình rằng, tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy không có cơ sở nào để duy trì các cuộc phản đối, vì những người phản đối đã không thiết lập được bất kỳ khả năng hợp lý nào dẫn đến thành kiến cạnh tranh. Nguyên mẫu SN15 của SpaceX Starship đã hạ cánh thành công đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm chuyến bay đầu tiên của Hoa Kỳ khi phi hành gia Alan Shepard phóng vào không gian trên con tàu Mercury của NASA. Vào ngày 5 tháng 5 năm 2021, SN15 bay lên bầu trời 10 km và thực hiện một số thao tác trong không trung. 6 phút sau khi cất cánh, nguyên mẫu đã hạ cánh an toàn trên bệ hạ cánh ở Boca Chica. Trong một mô tả về chuyến bay, đại diện SpaceX cho biết, một số thay đổi về phương tiện đã xuất hiện trong nguyên mẫu mới. SN15 có những cải tiến về phương tiện trên các cấu trúc, hệ thống điện tử hàng không và phần mềm, đồng thời động cơ sẽ cho phép tăng tốc độ và hiệu quả trong suốt quá trình bay. Nguyên mẫu Starship mới nhất của SpaceX trong một thời gian ngắn đã đứng trên đỉnh tên lửa đẩy siêu nặng lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 8 năm 2021, đánh dấu tên lửa cao nhất từng được chế tạo. Thử nghiệm xếp chồng tại Boca Chica bao gồm việc kết hợp hai phương tiện trong một giờ với hệ thống Starship kết hợp đứng cao tới 120m. Để so sánh, tên lửa mặt trăng Saturn V khổng lồ của NASA được sử dụng cho các sứ mệnh Apollo chỉ cao 110m. Riêng chiếc Super Heavy đã cao tới 70m và Starship SN20 cao thêm 50m. Hai phương tiện dự kiến sẽ trải qua nhiều cuộc kiểm tra kỹ thuật để chuẩn bị cho một nỗ lực bay trên quỹ đạo. Quy định vẫn còn là sự không chắc chắn lớn, vì Starship đang chờ đợi cơ hội để thực hiện chuyến bay thử nghiệm trên quỹ đạo. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, tàu vũ trụ sẽ thực hiện một chuyến đi vòng quanh thế giới để đáp xuống bờ biển Hawaii sau 90 phút. Trong khi giai đoạn đầu của tên lửa Super Heavy sẽ quay trở lại trái đất 6 phút sau khi phóng ở vịnh Mexico. Tuy nhiên, FAA đã thực hiện đánh giá môi trường đối với sứ mệnh của Starship. Điều này đã làm trì hoãn kế hoạch của SpaceX để thực hiện chuyến bay vào tháng 7 năm 2021. Ngay cả sau khi đánh giá kết thúc vẫn có thể có nhiều chứng nhận hơn để xem xét. Tùy thuộc vào kết quả của đánh giá môi trường đó, SpaceX cũng có thể được yêu cầu trải qua quá trình đánh giá chi tiết hơn với đỉnh điểm là tuyên bố tác động môi trường cập nhật. Chỉ sau khi quá trình đó hoàn tất, Cục Hàng không Liên bang mới có thể chuyển sang cấp phép cho Starship bay vào quỹ đạo. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!